Những ngày đầu tháng 7, ghi nhận trong một ca tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ 1A, khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện, thì không ít lái xe quên mật khẩu VNEID do không sử dụng, đã tích hợp giấy phép lái xe nhưng không biết hoặc tài khoản mới chỉ định danh ở mức độ 1. Với những trường hợp này, lực lượng cảnh sát giao thông đều giải thích, hướng dẫn để người dân thực hiện, bởi rất nhiều tiện ích từ việc thực hiện kiểm tra kiểm soát thông qua ứng dụng VNEID. Sau khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông giải thích tuyên truyền, em thấy cái tiện ích của việc tích hợp VNEID. Sau này mình đi ra đường mình ít mang giấy tờ đồ theo, xử lý đồ nó cũng bị tiện ích, dễ dàng hơn. Thuận tiện, không có mang theo giấy tờ nó rất rõ hơn, là nó mọi cái hình thức hay giải quyết lên tất cả giấy tờ hay là bằng lái tất cả là đỡ trên cái điện thoại thông minh của chúng tôi, và tôi rất hoan nghênh cái việc này, làm rất vô ích cho các anh em tài xế lái xe. Việc kiểm tra kiểm soát giấy tờ thông qua ứng dụng VNEID sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bởi các thông tin dữ liệu liên quan được thể hiện công khai rõ ràng. Bên cạnh đó, các thông tin trên giấy phép lái xe của người dân cũng sẽ được kiểm tra đối chiếu. Nếu trước đó người dân chưa bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, thì hệ thống sẽ thể hiện thông tin không vi phạm. Ngược lại, trong quá trình này, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện và xử lý vi phạm giao thông nhiều trường hợp trên môi trường điện tử. Khi người dân mà tích hợp được các giấy tờ, ví dụ như giấy phép lái xe, đăng ký xe trên định danh căn cước điện tử hoặc là trên định danh điện tử mức độ 2, thì thuận lợi cho việc cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát, cũng như thuận lợi cho người dân trong việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến xử phạt hành chính hoặc là các thủ tục khác trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông mà người dân phải thực hiện cái dịch vụ công hoặc là qua dịch vụ của chính kích mà không cần phải đến cơ quan công an để thực hiện. Cùng với cả nước, thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNEID, tạo thuận lợi trong việc quản lý, sử dụng các giấy tờ, đồng thời sẽ tăng cường việc ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý trong lĩnh vực giao thông trên môi trường điện tử, đăng ký xe toàn trình để thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến việc phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.